Thật ra thì không phải hôm nay tôi đến đây để gặp Hiếu rồi lại nói cái chuyện từ lâu rồi. Tôi muốn tìm gặp Hiếu, tìm gặp Hiếu để mà tôi nói lên một sự thật. Có biết bao là sự thật tôi muốn nói với Hiếu, nhưng Hiếu ơi, sự thật ấy rất đau lòng. Tốt hơn anh đừng nói sự thật đó làm gì, vì tôi đã hiểu trong tận tâm của anh nó như có vẻ ghen hờn hằn học. Ghen tương hằn học mày mày nói không được, còn lời lẽ nào nữa không? Hãy nói nữa đi, hãy nói nữa đi, hãy nguyên rùa nữa đi, nguyên rùa nữa đi, cái vừa lòng thỏ giờ. Ông mẹ cũng dẻo miệng ghê luôn, nó không khác nghe miệng giống dẻo à. Hiếu ơi, tôi tìm Hiếu như khách yêu qua nhớ khơm bông lan chú đường về ngõ chúc. Như canh nén nhớ mùa xuân quay về xứ cũ kỳ, cũng như tôi tìm đến cô là do mối tâm tình từ quá khứ của thở hồn nhiên vô tư cùng tung tăng đùa giỡn trước sân trường. Mỗi trường của làng quê đãi ngày hồi lưu liên vô cùng, chỉ vì nơi đó có hai tâm hồn bé bồng, nhà cắn kề kỷ niệm rất thâm sâu. Rồi lớn Sài Gòn theo chung học xa xôi, nhưng lòng vẫn gọi về quê hương ngọt ngào dòng sông Hồng. Gió trướng về khơi dậy nhớ nhung, nhớ sớm sương buồn của làng quê đây ngày. Cái làng quê đại ngại giờ đây nó không còn nữa, đã bao lần bình định xuất dân. Anh chẳng biết được gì điều đó, vì những năm đi học ở Sài Gòn anh không một lần về thăm quê hương đại ngại. Có một mùa mái trường năm đó tôi về quê thăm lại bạn hiền xưa, nhưng nhà xưa đã thay đổi chỗ bạn thân thương thì thiếu bạc đến hương nào. Trả lời anh chỉ có thấm trường giang dù nhịp rì rào. Trở lại Sài Gòn chữa qua niên học thì quân trường ác liệt buộc tôi phải xa lìa đèn xanh. Tôi không muốn làm mồi chó bom đạn lo lo tiền đi làm cảnh sát được yên thân. Gặp lại nhau đây chưa kịp vui mừng, nhưng Hiếu thì một về hờ hững khiến cho lòng tôi tê buốt tựa da băng. Anh Ngọc có dịp thuận tiện này ta cũng nên nói với nhau cho một lần cho thắc mắc. Anh biết chăng sau khi em đi chẳng bao lâu xóm làng ngày càng buồn hiu hắt, sông nước đồng xanh ngập máu dân làng. Rồi bà tôi bị mất tích sau một trận càn, tôi với má không sống được nên chôn nhau cắt rung. Một già một trẻ giữa đêm khuya lẩn trốn, bước lưng lũ trôi dạt tới Sài Gòn. Mảnh đất của ngựa xe ngựa đao múa sân rung gan, một già một trẻ sớm hôm chiêu chích đoạn tháng qua ngày cũng nhờ một gánh hàng rong. Rồi một sáng kia tôi trở thành một cô chiêu đại
giữa sao qua phù phim không tìm thấy nghe nhân. Giữa ân tình đầu mối chốc lưỡi chung quanh càng nghe khắc thế là nỗi cô đơn khúc tâm cả căng trường. Thế thì giữa cuộc sống quay cuồng thiếu dặn giữ lòng lòng đoạn chính còn tuổi mang sắc áo bảo tàng những tâm hồn tuổi trắng trong trong tôi mong cùng mãi kết chặt nghĩa kim tấm lòng sao mà không chẳng ơi xa lắm tôi có dễ như xa lắm nhưng không phải tôi dội quên đi kỷ niệm ấy đẹp của ngày tháng cô cũng không phải là sai mê hát chỗ mà giàu sang nhưng đã trót không về chỗ lối mong thì tận sức chi mà sẽ quay vòng. Nhưng gặp lại chi mà chưa kịp vui mừng mặt đối mặt mà chia phôi vĩnh viễn. Người kia thôi có lẽ học chắc chắn bằng anh nhưng chàng với tôi chung chi tuổi không đủ. Ông nội ông thủ bài này em gửi ai chứ phát em thua anh á. Ôi như thế này chẳng hạnh phúc của tình yêu có phải tình yêu bắt đầu từ chỗ tâm quyết cùng sớm chia gian khổ ngọt mùi còn tuổi hùng lam thảo anh vào anh gửi tình yêu cho tiểu thơ con của ông đúng là đã chọn phải vừa đâu hạnh phúc đó anh tìm đâu hơn thế nữa hạnh phúc hay tiếng đó tôi nghe xong nó vừa chúa chát lại vừa xả xuôi như bồ tặng chính từng mấy còn tuổi yêu ơi tôi là một kẻ tặng cùng giật thầm giữa biển người rộn nghiệp của đất Sài Gòn sóng băng xa qua tôi chính là chiếc bóng cô liền. Mơ hoàng giữa đêm đen không bớ đổ linh trong cơn chân cho mẹ nồng người ta gài tôi vào bẫy gặp chi mà cuộc duyên tình hiếu hiếu ơi ngọc già hiếu là đôi bạn nhỏ trên chiếu thời thơ nhưng
cảm tình nồng nồng hậu dân không phai. Thì nhắn xét của tôi có lầm đi chẳng nhắn về cuộc đời tầm kính của cô. Tôi chẳng nhắn thành nhắn lỗi, xin đừng hờn dối chi nhau. Tiếng giới bên ngoài anh chung người yêu của cô, và dưỡng hai cha cô mắt còn chưa lo. Có té dược trường sơn thấy quả đông khắp miền, tôi vẫn kính nể tiếc thương. Con người tâm tặng tới thế giới đồng bào Sơn lên sân khấu nè. Hôm nay anh lúc hoài mình không có hát.